đúng ngày 13 tháng 2 âm lịch năm 2024, đây là những con giáp bất ngờ gặp vận may đỏ hơn son. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, ở trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 13 tháng 2 âm lịch năm 2024, ngày Ất Dậu. Các bạn thuộc những con giáp dưới đây có thể mở tiệc ăn mừng ngay từ bây giờ bởi các bạn sẽ được thần may mắn để mắt trong ngày 13 tháng 2 âm lịch năm 2024 đây có thể nói là một cái ngày một đại phú đại quý dành cho những con giáp này ở à, trong ngày hôm nay các bạn làm gì cũng sẽ được thần may mắn thuận lợi dù là việc lớn hay là việc nhỏ à, các bạn có thể may mắn tới mức là ra đường sẽ nhận được tiền rơi nếu trời đang mưa chỉ cần các bạn bước chân ra đường là ông trời đột nhiên chiếu nắng trở lại Tuy câu nói này có hơi quá một chút Nhưng mà ngày hôm nay chính là một cái ngày đặc biệt nhất dành cho các bạn Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn trong ngày hôm nay Quý vị thân mến, chúng ta biết ngày hôm nay ngày 13 tháng 2 lịch đó là ngày Ất Dậu Thì chúng ta cùng diện là thìn dậu nhị hợp Vì thế những người tuổi thìn sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay à, được sự tương trợ giúp đỡ của cục diện lục hợp Vậy nên những người tuổi thìn sẽ đón một ngày mới với cái vận may khá là tốt đó rất nhiều cái tin tốt lành sẽ tìm đến những người tuổi thìn trong ngày hôm nay. Các mối nhân duyên thì cũng khá là hài hòa. Tinh thần của những người tuổi thìn cũng thêm cái phần phơi phới, nhìn đâu cũng thấy thuận mắt. Làm việc gì cũng hăng hái và đạt được những cái kết quả mỹ mãn. Trong ngày hôm nay thì các bạn có thể phát huy cái năng lực của bản thân một cách mạnh mẽ, được cấp trên ưu ái nâng đỡ, trao cho những cái trọng trách mới. À, tuy quá trình ban đầu nó có khó có thể là tránh khỏi những áp lực. Nhưng đây chính là cái bước tiến tích cực trong cái sự nghiệp của bản mệnh. Nên quý vị hãy cứ mạnh dạn đảm đương và vận dụng các kiến thức, kinh nghiệm sẵn có của bản thân. Nói chung, ấy ngày hôm nay ngày 13 tháng 2 lịch còn là cái ngày may mắn ở cái phương diện tình cảm của những người tuổi thìn. Con đường tình duyên thì nở rộ, các mối quan hệ thì thăng cấp một cách nhanh chóng, được cả gia đình và bạn bè ủng hộ, tán thành. À, nếu mà còn độc thân ấy thì các bạn sẽ nên tham gia vào các hoạt động xã giao để mở rộng các mối quan hệ, À, nếu mà được người khác dắt mối tình cảm thì cũng đừng vội từ chối các bạn hãy nắm thật chặt cái hạnh phúc của mình các bạn nhé và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc hạnh phúc cho mình ấy, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn đó là con giáp may mắn đầu tiên à, tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày 13 tháng 2 lịch ngày sậu ấy không ai khác đó chính là những người tuổi sửu à, thưa quý vị nói chung ấy trong ngày hôm nay thì những người tuổi sửu được cục diện tam hợp là tỵ dậu sửu nó tương trợ nó giúp đỡ nên những người tuổi sửu được dự báo sẽ gặp nhiều cái may mắn ở cái phương diện công danh sự nghiệp vận trình thì thành công không ngừng con đường phía trước thì đang rất mở rộng đối với những con râm này nếu các bạn làm tốt cái trọng trách công việc hiện tại thì các bạn có thể sẽ được cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn nhận được cái sự ngưỡng mộ và nhìn nhận của của tập thể Ở công việc xuân sẻ nó kéo theo cái vấn vấn đề về tài chính của những người tuổi sửu cũng được khởi sắc những người làm công ăn lương có thể gì hoàn toàn yên tâm với cái mức thu nhập Đấy. và các khoản thưởng nóng hoa hồng của mình còn riêng với những người làm kinh doanh buôn bán, các bạn sẽ cần kiên định hơn trong những cái chuyện liên quan đến tiền bạc, tránh bảo thủ dẫn đến cái việc mắc sai lầm trong đầu tư, khiến cho tiền bạc của các bạn khó khăn lắm mới kiếm được, chỉ trong tích tắc cũng sẽ không còn giữ được trong tay. Nói chung trong ngày hôm nay, ngày 13 tháng 2 lịch ngày áp Dậu ấy, thì các mối quan hệ nhân duyên của các bạn cũng khá là thuận lợi nhờ được cục diện ngũ hành tương sinh. À, vậy nên cái chuyện tình cảm bạn bè, tình cảm đồng nghiệp thì khá hòa thuận, đúng như những gì mà các bạn mong muốn, các bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn, cởi mở hơn với mọi người và đấy là cái lý do giúp cho những người tuổi xỉu ấy có thể kết nối tốt hơn và nhận được cái sự giúp đỡ của đúng người đúng thời điểm. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, ấy, những người tuổi xỉu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, dậu, xỉu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Và quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi xỉu nhé. Đó là con giáp may mắn thứ hai. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi tỵ. À, thưa quý vị, những người tuổi tỵ thì hoàn toàn có thể tự tin triển khai các kế hoạch quan trọng của mình trong ngày hôm nay do được cục diện tam hợp tương nó tương trợ nó giúp đỡ nó hậu thuẫn vậy nên con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi tuổi tỵ trong ngày hôm nay có nhiều cái tín hiệu tích cực công việc tuy vất vả xong chính nhờ cái tinh thần trách nhiệm cao cũng như cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn và đã được cấp trên đánh giá cao và có ý định cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn thêm nữa trong ngày hôm nay ấy, cái khát khí nó còn sẽ giúp cho con đường tài lộc của những người tuổi tỵ phát triển một cách vô cùng là bùng phát, đặc biệt sẽ có lợi cho những người làm ăn kinh doanh và có cái cơ hội tốt để gặp gỡ, để tìm được những đối tượng làm ăn có lợi, nhờ đó mà tiền bạc thêm phần dư dôi, các bạn cũng có thêm cái nguồn vốn để mở rộng cái đầu tư hoặc là tham gia vào những cái lĩnh vực mới. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi tỵ cũng khá là hài hòa những người tuổi tỵ cũng nên dành thời gian để đầu tư cho cái đời sống tình cảm thay vì cứ suốt ngày cắm cúi vào công việc. Dường như trong thời gian này thì các bạn đang quá tập trung vào cái công việc và sao nhãng những cái mối quan hệ khác trong cuộc sống. Dần dà đôi bên sẽ cảm thấy gượng gạo và gì ngày càng xa cách với nhau. Trong thời gian này thì có thể làm giảm bớt cái niềm vui khiến cho những người tuổi tỵ đôi khi cũng nhiều nỗi gặp nhiều nỗi chân chuyên. chuyên. Các cặp đôi dễ nảy sinh tranh cãi, không có thời gian dành cho nhau. Những người độc thân thì có vẻ vẫn chưa thoát được cái nỗi đau trong quá khứ nên là gì cần thêm thời gian để đón nhận những cái tin tức đến với mình. Vậy nên trong thời gian này để mang lại cái may mắn trong vận trình tiền bạc, sự nghiệp cũng như là để gì tăng cường cái vận trình nhân duyên thì những người tuổi tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị, rộng xíu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay ngày 13 tháng 2 âm lịch ngày dậu không ai khác đó chính là những người tuổi mùi à, thưa quý vị những người tuổi mùi theo nghiệp kinh doanh buôn bán có thể sẽ đón kha khá cái vận may trong ngày hôm nay do sự xuất hiện của thiên tài nó chiếu mệnh. Cái chuyện hợp tác làm ăn cũng tiến triển vô cùng là thuận lợi và xuân sẻ, mang về cho những người tuổi mùi một cái nguồn tài lộc dồi dào. Lợi nhuận thu về cũng không ngừng được tăng tiến, bản mệnh có thêm nhiều cái cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh làm ăn của mình. Các công việc còn lại thì cũng tiến triển thuận lợi, chỉ cần con giáp này luôn duy trì được cái năng lượng tập trung cao độ Nỗ lực hết mình cho công việc, đừng có để vài cá nhân làm ảnh hưởng đến cái tinh thần và làm việc của mình. Thì nhìn chung ấy, mọi chuyện cũng đều không có gì phải lo lắng. Xong, làm việc gì quý vị cũng đừng quá mong cầu vào kết quả, cứ bình tĩnh vì thời gian sẽ hồi báo cho các bạn. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay thì lại được cục diện ngũ hành tương sinh. Vậy nên là cái chuyện tình cảm của những người tuổi Mùi cũng khá là khởi sắc. Các mối quan hệ của con giáp này thì đều đang rất là tốt đẹp mặc dù những người độc thân chưa tìm được cái nửa kia tâm đầu y học ngay nhưng bản mệnh cũng có nhiều bạn bè và có người cùng tâm sự để trải nghiệm vơi bớt những cảm giác cô đơn vì thế để gia tăng thêm cái may mắn về tài lộc cũng như là để hóa giải cái vận trình nhân duyên thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày 13 tháng 2 âm lịch ngày Ất Dậu thì không ai khác, đó chính là những người tuổi thân. Thưa quý vị, những người tuổi thân trong ngày hôm nay được cục diện là thân dậu tuất là tam hội. Thêm nữa tuổi thân lại được chính quan nó chiếu mệnh. Vậy nên trong ngày hôm nay những người tuổi thân được dự báo là có được quý nhân xoay đường chỉ lối, vận trình công danh sự nghiệp nhờ vậy mà có cơ hội thăng tiến không ngừng. Bản thân những con giáp này không hề bị trùn bước bởi những thử thách bởi những khó khăn, nó cản đường. Tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn đường cho các bạn tiến gần hơn đến với cái mục tiêu của mình. À, cũng trong ngày hôm nay thì đường tài lộc của những người tuổi thân à, có biểu hiện phát triển rất là rõ rệt, chủ yếu may mắn đến từ những cái công việc chính, thì đây là cái nguồn thu ổn định có thể giúp cho những người tuổi thân trang trải cái cuộc sống, đặc biệt là để chi trả các hóa đơn và các nhu cầu cấp thiết, à, thậm chí còn dư dôi để cho quý vị đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mà mình yêu thích. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi thân ấy thì cũng không có gì phải lo, tình yêu sẽ giúp cho những người tuổi thân như được chấp thêm cái năng lượng, tinh thần thì vui vẻ lạc quan, cuộc sống cũng thêm phần thú vị. Nửa kia thì luôn bên cạnh và trở thành cái nguồn động viên giúp cho quý vị và các bạn cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Vì thế để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi hợi. À, thưa quý vị, những người tuổi hợi trong ngày hôm nay được chính ấn nó xuất hiện, nó soi chiếu. Vậy nên tuổi hợi sẽ gì? đạt được những cái bước tiến triển đáng kể trong cái sự nghiệp của mình nhờ một vài cái điều chỉnh các bạn có thể tìm ra cái phương pháp hợp lý để tháo gỡ những cái vướng mắc đang gặp phải à, quyết định táo bạo của các bạn đã vấp phải không ít cái sự nghi ngờ từ mọi người nhưng giờ thì kết quả lại gì minh chứng cụ thể rằng các bạn đã đi đúng đường đúng hướng thêm nữa cái vận may tài lộc của những người tuổi hợi cũng sẽ tới bản mệnh có cơ hội để thể hiện cái tài năng bản lĩnh kiếm tiền của mình ứng biến linh hoạt trước những cái biến động của thị trường. Nhờ vậy mà lợi nhuận thu về cũng rất là khả quan. Những người làm công ăn lương thì cũng có cơ hội được tăng lương, tăng thưởng hoặc được khen thưởng vì những cái kết quả tích cực tốt đẹp của mình trong công việc, xứng đáng với cái công sức mà mình bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua. Thêm nữa với những người tuổi Hợi ấy, thì lại được cái vận đào hoa nó chiếu mệnh, lại được cái cục diện ngũ hành tương sinh, rậu kim sinh cho Hợi thủy vậy nên cái vận đào hoa của những người tuổi Hợi đã được khởi sắc bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ kết giao thêm với nhiều đối tượng phù hợp à quan trọng là các bạn muốn trao trái tim của mình cho ai mà thôi những người mà đã có đôi có cặp thì cũng nhanh chóng hóa giải những cái mâu thuẫn những cái bất đồng trước đó và ngày càng thấu hiểu nhau hơn vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão mùi để được trợ vận hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn thứ sáu. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. À, trong ngày hôm nay, ngày 13 tháng 2 âm lịch, năm 2024 ngày Ất Dậu chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần may mắn chiếu mệnh thần tài gọi tên đó dễ có cơ hội trở nên giàu có sau một đêm đó là những con giáp sau đây một là tuổi thìn hai tuổi sửu ba tuổi tỵ bốn tuổi mùi năm tuổi thân và sáu là những người tuổi hợi đây là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.